Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng Giêng năm Tân Sửu. Rất là vui và rất cảm ơn các khách hàng nhá. Đây là đơn mở hàng đầu xuân này lấy lộc cho em này, là bao gồm là bác lấy 3 món, tức là đại diện cho chữ Tam và chữ Tài đấy. Rất là mong là một năm nay là công việc làm ăn nó thuận lợi hơn. Ông anh là lấy một cái cáp liền motor lên xuống kính của con Ford Laser 2010, một quạt két lướt của Hyundai Getz hàng HCC và một dây ga của Ford Laser 2010. Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ bên em. Cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một năm mới luôn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Xin chào.